Quý vị đang theo dõi tin tức Hoa Kỳ và thế giới trên kênh BTV Epoch Times Trong bản tin ngày hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn nội dung chính sau Cử tri gia đen từ chối Biden khi tỷ lệ ủng hộ giảm dần trước năm 2024 Mọi thứ đã tốt hơn dưới thời Trump Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin được chứng đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt Sự kém hiệu quả của máy tiết kiệm năng lượng của Joe Biden đánh giá của tòa phúc thẩm. BBC xin lỗi vì đăng tin chưa kiểm chứng về hành quyết ở Gaza. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, các cử tri da đen hôm thứ Ba đã nói lên sự phản đối đối với ông Joe Biden. Một trong số họ cho rằng ông ta đã thất bại trong thời gian nắm quyền, đặc biệt là khi sự ủng hộ từ khối bỏ phiếu quan trọng giảm sút trong số những người có ý kiến nổi bật là Dorothy Harper từ đảng Cộng hòa Georgia và Jason Brown từ đảng Dân chủ Alabama. Họ đã cân nhắc về hiệu suất của ông Joe Biden trong việc thu hút sự ủng hộ của cộng đồng da đen trước cuộc bầu cử năm 2024. Dorothy Harper, đại diện của đảng Cộng Hòa, chia sẻ quan điểm của mình trên chương trình Fox and Friends, bày tỏ cử tri da đen đang nhận thức được thất bại của Biden trong việc quản lý quốc gia Cô nhấn mạnh về vấn đề giá xăng và chi phí sinh hoạt gia tăng. Và theo cô, nhiều cử tri da đen thậm chí cho rằng thời kỳ của chính quyền Tổng thống Trump đã mang lại điều kiện tốt hơn. Harper cho biết một số cử tri da đen đã bày tỏ mong muốn quay trở lại đảng Cộng hòa và ủng hộ Tổng thống Donald Trump vì họ cảm thấy ông đã thể hiện hiệu suất tốt hơn. Sự giảm sút ủng hộ của Biden trong cộng đồng da đen đã là một xu hướng trong những năm gần đây. Theo các cuộc thăm dò của Fox News and NBC News, dữ liệu cho thấy tỷ lệ tán thành của ông giảm từ 87% năm 2021 xuống chỉ còn 62% năm 2023. Một số cử tri da đen thậm chí nói rằng thông điệp tái tranh cử của Biden không tạo ra sự tác động trong cộng đồng và một số người lo lắng về khả năng tái đắc cử của ông trong cuộc đua với Tổng thống Donald Trump. Trong khi Dorothy Harper và Jason Brown đều thể hiện sự phê phán về chính quyền hiện tại, Brown đại diện đảng dân chủ nhấn mạnh rằng đa số cử tri da đen vẫn chưa quyết định liệu họ sẽ bỏ phiếu cho ai trong cuộc bầu cử năm 2024. Ông nói rằng cử tri đang tìm kiếm một người lãnh đạo có thể hỗ trợ cộng đồng không chỉ trong lĩnh vực giáo dục mà còn trong giải quyết vấn đề thuế đang tăng. Cơ hội tái đắc cử của Biden và những lo lắng về tương lai của Hoa Kỳ đã khiến cả cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama cảm thấy kinh hãi. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, bà chia sẻ lo ngại về thế giới đang sống và tác động của những người lãnh đạo lên xã hội. Bà nhấn mạnh rằng việc chọn lựa những người đứng đầu quốc gia có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của mọi người và làm thay đổi cộng đồng theo những cách không ngờ. Quý vị thân mến, Fox News cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin được chẩn đoán mắc bệnh ung um thư tuyến tiền liệt và đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt vào cuối tháng trước. Austin được đưa vào Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed vào ngày 22 tháng 12 năm 2023 và trải qua một thủ tục phẫu thuật xâm lấn tối thiểu được gọi là phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt để điều trị và chữa khỏi bệnh ung um thư tuyến tiền liệt. Austin sau đó được nhập viện Quantaric vào đúng ngày đầu năm 1 tháng 1 năm 2024 do nhiễm trùng đường tiết niệu sau phẫu thuật. Bao gồm buồn nôn kèm theo đau bụng, hông và chân dữ dội. Ông được cho là đã phải nhập viện nhiều ngày mà không thông báo cho tòa Bạch Ốc dẫn đến nhiều câu hỏi và khiến tòa Bạch Ốc bắt đầu xem xét các quy định của nội các về việc ủy quyền. Theo Wanderich, Austin đã hồi phục bình thường sau cuộc phẫu thuật và ông ta đã được đưa trở lại vào sáng hôm sau. Bệnh viện cho biết ung thư tuyến tiền liệt của ông được phát hiện sớm và tiên lượng rất tốt. Vụ bê bối đã khiến tòa bạch ốc phải tiến hành xem xét lại toàn bộ nội các, các giao thức, ủy quyền trong chính quyền. Ngoài ra, Jack của Fox News đưa tin, Thứ trưởng Quốc phòng Colin Hicks vẫn không biết về thủ tục y tế cho đến tận hôm nay. Người đứng đầu đa số Hạ viện Tom Armour nói với Fox News Digital rằng các đối thủ nước ngoài của chúng ta giờ đây được trao quyền hơn bao giờ hết nhờ vào sự lãnh đạo yếu đuối của chính quyền hiện tại của ông Joe Biden. Armour nói, chúng tôi không thể chấp nhận bất kỳ sai sót nào trong liên lạc giữa Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng, tiền đặt cược quá cao và trách nhiệm phải được thực hiện. Trong buổi họp báo mới đây, Thiếu tướng Bart Reader, Thư ký báo chí của tòa Bạch Ốc đã chia sẻ thông tin về câu chuyện Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Reader bắt đầu bằng việc nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tin tưởng và tín nhiệm của người dân Mỹ và công chúng đối với Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ Quốc phòng. Thư ký báo chí đã trả lời câu hỏi về việc Bộ trưởng Austin miễn cưỡng công bố tình trạng sức khỏe của mình. Reader đưa ra thông tin rằng nhân viên của Bộ đã liên lạc với ông Austin và ông này thường xuyên duy trì liên lạc với chánh văn phòng của mình. Reader cũng chia sẻ rằng về lịch trình du lịch của Bộ trưởng, ông không có thông tin để thông báo, nhưng đảm bảo rằng Austin đang tích cực thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong khi bị thúc ép về việc miễn cưỡng thông báo tình trạng sức khỏe, Thiếu tướng Reader cho biết ông không nhận được thông tin cụ thể từ Austin, nhưng xác nhận rằng thông tin về ung thư tuyến tiền liệt và các thủ tục liên quan là vấn đề cá nhân sâu sắc. Reader cũng trả lời về việc tại sao đội an ninh cá nhân của Austin không thực hiện cuộc gọi nâng cao nhận thức về tình hình đánh giá đây là một câu hỏi công bằng ông giải thích rằng việc xem xét không được thực hiện từ buộc phát biểu và đã chỉ đạo giám đốc điều hành và quản lý tiến hành một cuộc xem xét kỹ lưỡng để đánh giá các quy trình và thủ tục đã được thông báo và các mốc thời gian liên quan cuối cùng thiếu tướng patrider cam kết lại một lần nữa về sự minh bạch tối đa trong việc chia sẻ kết quả của cuộc đánh giá Thưa quý vị, hôm thứ Hai, Tòa Phúc Thẩm Liên bang đã đưa ra phán quyết về vấn đề liên quan đến Bộ Năng lượng DOE và biến đổi khí hậu của ông Joe Biden, phê chuẩn rằng quyết định đảo ngược các quy tắc về máy rửa bát và máy giặt của chính quyền Trump là sai. Ba thẩm phán của Tòa Phúc Thẩm Hoa Kỳ khu vực thứ Năm đã nhấn mạnh rằng DOE đã hành động tùy tiện và thất thường và cảnh báo rằng không có cơ quan luật định nào để kiểm soát việc sử dụng nước trong các thiết bị này. Tờ Washington's Examiner đưa tin, một tòa án liên bang trong tuần này đã ra phán quyết chống lại các quy định của chính quyền Biden về nước máy rửa chén và quần áo dựa trên lý do đơn giản là các thiết bị được cho là tiết kiệm năng lượng không hoạt động. Theo tòa án có trụ sở tại New Orleans, quy định này một phần dựa trên sự kém hiệu quả của các máy móc tiết kiệm năng lượng của Joe Biden khi so sánh với các máy móc không xanh dưới thời tổng thống Donald Trump. Vụ việc chủ yếu liên quan đến quy định về máy giặt và máy rửa bát cũng như việc đảo ngược quyết định của thời Trump năm 2018 nhằm cho phép người tiêu dùng lựa chọn giữa những máy sử dụng ít nước hơn nhưng mất nhiều thời gian hơn và những máy sử dụng nhiều nước hơn nhưng mất thời gian hoàn thành ngắn hơn. Chính quyền Biden đã loại bỏ lựa chọn đó để ủng hộ các máy sử dụng ít nước hơn. Điều này khiến nhiều bang để đơn kiện. Tòa phúc thẩm khu vực 5 đã ra phán quyết các quy định của Bộ Năng lượng khiến người Mỹ sử dụng nhiều năng lượng và nhiều nước hơn vì lý do đơn giản là các thiết bị được cho là tiết kiệm năng lượng của ông Joe Biden không hoạt động. Vì vậy, những người Mỹ muốn bát đĩa hoặc quần áo sạch có thể sẽ sử dụng nhiều năng lượng hơn và nhiều nước hơn để làm sạch trước, làm sạch hoặc rửa tay đồ đạc của họ trước sau hoặc thay cho việc sử dụng các thiết bị do DOE quản lý. Phán quyết cho biết thêm DOE dường như không phản đối dữ liệu này. Trên thực tế, DOE vào năm 2020 dường như đồng ý rằng tốc độ chậm chạp đến khó chịu của máy rửa chén hiện đại đã khiến người tiêu dùng chuyển từ máy rửa chén sang rửa tay và không có gì lãng phí nước và năng lượng như rửa tay. Bản thân DOE ước tính vào năm 2011 rằng rửa tay tiêu tốn nhiều nước hơn 350% và năng lượng nhiều hơn 140% so với rửa bằng máy. Một luật sư của Viện Doanh nghiệp Cạnh tranh, người đã giúp thuyết phục chính quyền Trump đưa ra quyết định vào năm 2018, tờ Is a minor cũ cho biết, theo quan điểm này, tòa án đã buộc DOE phải tuân thủ theo luật và thậm chí còn lưu ý rằng một trong những quan điểm mà DOE đảm nhận trong vụ này là bộ đồ biên giới phù phím. Quyết định này cho phép các nhà sản xuất chế tạo máy rửa chén tốt hơn, không bị cản trở bởi các quy định phản tác dụng của liên bang. Quý vị thân mến, BBC đã công bố một xin lỗi liên quan đến bản tin đêm Giáng sinh, trong đó chứa tuyên bố chưa được xác minh của Hamas về các vụ hành quyết tóm tắt ở giải Gaza. Trong tuyên bố, BBC thừa nhận rằng họ đã không nỗ lực đầy đủ để kiểm chứng thông tin và xác minh sự đáng tin cậy của tuyên bố của Hamas. Quan trọng hơn, họ đã không tìm kiếm đủ bằng chứng xác minh để hỗ trợ cho lời cáo buộc này. Cụ thể trong lời xin lỗi, BBC cho biết rằng Mặc dù có phản hồi từ quân đội Israel, chúng tôi đã không đảm bảo rằng đã thực hiện đầy đủ các bước cần thiết để đối mặt với thông tin không chính xác và không xác minh. Bằng cách này, BBC đã nhận lỗi và thừa nhận sự thiếu sót trong quá trình thông tin. Điều này diễn ra trong bối cảnh của cuộc chiến giữa Israel và Hamas, tạo ra sự chia rẽ và sự phê phán đối với BBC về cách họ xử lý thông tin liên quan đến tổ chức Hamas. Một số thay đổi chính sách đã được thực hiện bao gồm việc không còn gọi hamas là chiến binh và thay vào đó mô tả họ là một tổ chức khủng bố bị cấm bởi nhiều quốc gia bbc đã xác nhận cam kết tiếp tục đối thoại và áp dụng chính sách mới này tóm lại lời xin lỗi của bbc là một thừa nhận mở cửa về việc họ đã không tuân thủ các nguyên tắc cơ bản về xác minh thông tin và đánh giá sự đáng tin cậy của nguồn tin